Đây đây, mình đi ban đêm mình bắt lương cho anh em bằng cái kẹp thắng thắng nha. Đây đây đây, đó là từ từ cái này luôn chinh gụ nha anh em, đó lương đồng. Đây là từ 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 đó, cái kẹp của mình này, đó đó kẹp một cái là một con nha, đó lương đồng ban đêm cái mát trời anh em, nó ra cái gụ đó, nó ra bờ nó hơi sương đó, nó mát á, đó ai sẽ bắt được nhiều. Con thứ hai nha anh em, con thứ hai nó nằm phơ thay trên gồng nè, đó cái này là nằm phơ thay nó mát, nó rất là dài luôn, dài bằng cái kẹp luôn. Từ từ đó, một phát là một con đó, đã không, đã không luôn, cỡn cỡn không mà. Từ rồi đi sang qua bên kia anh, qua sang bên kia đó, nhìn đã không, ô nó quắn một chồng luôn nè, hai ba con luôn nè đó, bắt cái này mới đã nè. Từ nha, ô nhìn đã không, như quắn cái cục cắn chung quắn sao á. Từ đó, ô nó quắn một cục dưới luôn kìa ông, ô cái đó từ đi, cái đó từ đó, hai con nó quắn cái gì đây nè, ngay cái sắc bắp đó. Từ đó, kéo ra ô nó quắn hai con một cục luôn. Ô từ ô con kia cái đầu cắn con kia vậy không, ô cái con kia nó cắn cái đuôi con này không, ô nó gịch vậy nè, hàng chi đó, nó cắn cái đuôi con nhỏ, bởi cắn đuôi con nhỏ nè, nó cắn cừ. Từ đó, bắt con đuôi nhỏ chứ đây còn con đuôi bự đó, ghê không, con này luôn nhỏ nè. Rồi để vô đi rồi bắt con luôn bự tiếp luôn này, như nó ăn con kia quá, nó ăn con luôn nhỏ, nó nuốt con luôn nhỏ luôn á. Ồ nó đã không cỡ không à, đó luôn này bắt về nuôi là ok luôn anh em. Nó chụp bỏ xuống bắt lại cho anh em xem nè chạy ha mày, cái này kẹp một cái là dính nè, không chạy thoát nha anh em, chứ không phải là chơi nè.